tiếp tục làm cái like đó để cho nó gói gọn vấn đề và cũng đưa ra nhận diện cái nhiều câu chuyện, đặc biệt là cái thế lực thù địch nó lợi dụng mà câu chuyện này nó ra sao, những cái con người, từ cái nhân sự, cái con người và cái những cái câu comment đó, hoặc những cái bài viết của trên các trang của bọn chúng đó, nó rất dễ kích động rồi kéo những người nghe mà thiếu kiểm chứng thông tin, đặc biệt là nó đánh vào cái tâm lý là cái sự cảm thương, đó, cái sự thương xót của giữa con người với con người ấy, nó đẩy cái câu chuyện lên cao rất là hay, đúng không ạ? Mọi người cũng thừa hiểu rồi, cái tổ chức Việt Tân nó đang duy trì biết bao nhiêu cái tài khoản trên không gian mạng, những cái câu comment chim mồi, ta quan cho là chim mồi, bố cầm lên hả? Trốn đâu nãy giờ không vậy? À mời bố. Những comment chim mồi, những bài viết chim mồi á, thì chúng ta nếu mà nghe mà không có sáng suốt mà tỉnh táo mà nhìn nhận thì dễ bị cuốn vào lắm. Là anh chào bố, quỷ quá không, bố ý bố chửi quỷ vậy không chửi ai, quỷ Thằng có tỷ quỷ là thằng nào, bay ác gì vừa, tôi bay ác quá được rồi, nghe quỷ rõ không? á, nghe rõ Nghe rõ ở bữa nay chạy cái à. iPhone mới À, ý là chỉ lên khoe cái không phải là khoe, thấy thấy nó gọn à. rẻ hơn, thấy nó đẹp trai hơn, không có cái gì mà trắng 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 chạy dần dùng đây phải không? À, lên khoe cái Thì tai nghe mới đúng không? không không phải khoe gì, trời ơi, chuyện là mình nhỏ nhặt quá mà khoe gì, chuyện đáng khoe không khoe, khoe khoe mấy đồ quý mà khoe cái gì mày. Chuyện đó rượu mới bằng mũi tôi đi chợ có mẹ gì đâu mà khoe gì không khoe. Rồi rửa Rửa hả? Rồi mới rửa gì, rồi mới rửa thiệt, tao rửa thiệt, rồi tao rửa xe thiệt luôn á, rửa xe cái gì, chừng nào tao về Việt Nam mới rửa xe chứ, rượu cho tôi bay ở đây làm sao rửa được. Thì tao nói cho mày nghe cái vụ này, quên mẹ nó mất chưa? tiêu rồi. Đây, nói mình bàn sơ qua về cái vụ mà một một chú bộ đội hay là một cháu bộ đội mà đã tử vong hả? Thì cái chuyện đó thì trong cái vòng mình không bàn tới, là vì trong vòng điều tra của nhà nước thì mình không bàn Dạ. tới, mình không bàn tới, nhưng mà tao tao hay so sánh với Mỹ lắm, được, tao tao dân kỳ lắm, tao so sánh với Mỹ không à. Cho nên vì chỗ đó tao sẽ thấy thì để cho tụi bay coi nha. Tỷ lệ binh lính Mỹ mà tự sát tăng vọt trong đại dịch Covid-19, tức như là bình thường họ đã tự sát rồi, mình nó bất cứ nó có nhiều nguyên nhân đó, mình không thể nói rõ ra, nhưng mà mình phải hiểu là Áp lực có nghĩa à? là đó nhiều các vấn đề đấy, kể cả dân thường cũng vậy chứ không phải là quân nhân, nhưng mà thường thường ở Mỹ nó con phải hiểu là nó là một cái đời sống công nghiệp, và tất cả những cái tài chánh mà thu lợi vào ở trong cái công việc ăn việc làm của họ thì họ đều chi trả hết tất cả những chuyện nhà cửa điện nước. Họ không giống như ở Việt Nam mình là nhà cha mẹ thì không có trả tiền, hoặc là nhà mày mua thì mày không có trả tiền táng, thường thường là đa số bên này đều trả tiền gốc. Tất nhiên là khi họ đi làm mà họ mất hẳn cái nguồn thu nhập, tất nhiên là họ bị lay off, tức là bị họ cho nghỉ việc, tất nhiên là cái tương lai của họ bị sụp đổ, con phải hiểu không? Tiền nhà trả, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền internet, tiền tất cả mười mấy cái loại cái bill thử tiền, họ không đủ khả năng họ trả. Đôi lúc những người đó họ bị quẫn tí và họ tự sát. Ta có chứng kiến một ví dụ là chính của hãng tao ngày xưa, ngày xưa năm 2008, tất nhiên là cái thời đó nước Mỹ bị cái vụ mà kinh tế về bong bóng á, tất nhiên là thị trường À, nhà đất thì khủng hoảng kinh khủng tế hoảng kinh tế, cái hãng của nó lớn lắm, nó là Thomson Reuters mà, cái hãng lớn nhất thứ nhất một trong 10 hãng lớn nhất thế giới mà, từ ở sau của Bắc Kinh nó chứa cả hàng mấy ngàn cái xe rồi, Bắc Kinh là ngồi gọn đồi luôn. Thì hôm đó có một cái thằng, vì con cũng biết rồi, nước Mỹ người Mỹ lúc nào cũng có súng trong xe, không súng ngắn mà súng dài, không súng dài mà súng ngắn, rồi. thì nó làm ở trong hãng thì nó không được quyền đem về hãng, súng thì để ngoài xe. Nhưng mà thì hôm đó nó vào thì supervisor tuyên bố là trong đó trong cái ship của nó khoảng chừng trăm mấy người, thì mấy có vài người vì họ không có tao lựa ra chứ, những người nào họ coi như là không có khả năng mà ấy đó, không có làm được gì nhiều, tất nhiên là có những thành phần yếu kém và những thành phần ok, những thành phần vượt trội, thì nó lựa những cái thằng mà yếu kém cái thằng đó để nó lay off, đình chỉ, để bớt cái chi phí gánh nặng của cái hãng đó chứ, thì bởi vì nó bị khủng hoảng kinh tế mà.
Dạ. thì anh chàng này ra ngoài Bắc Kinh lấy xe đi về, nhận được cái giấy, trong đó trong nhận được cái giấy ra đây đó, rồi trong đó nó có bình thường là 6 tháng sau là lãnh tiền đàng hoàng trong cái gì, nhưng mà sau 6 tháng đó là anh không, hoàn toàn nó không có chịu. Anh ra ngoài Bắc Kinh ra cái đường xe, anh dỡ cái nắp, dỡ cái trần ở phía sau ra, rút cái súng ra, không để cái đồ tự sát, bùm rồi xong tiêu. Nhưng mà nó hay của người Mỹ cái này là 3 phút sau thôi, chưa đầy 5 phút là bullet nó tới liền, bullet À. tới liền, tao tao thấy, nhưng mà những nước khác thì không thấy, bởi mỗi người có một việc làm ở trong hãng. Mày biết hãng Mỹ thì cửa kính kín mít à, không nghe tiếng động ngoài. Mình trong này tao đi làm xe vịt trên mình, tao thấy, tôi thấy thì bullet chạy tới chốt này là bằng xong chụp hình cách cạch rồi xong rồi mang khô bỏ vô cái, xong khi lên xe đi liền, tức là tẩu tán tang vật. Mà nói một cách khác á, là chứng chứng vật chứng á, lẹ đến chi để không bị cái dạng giống kiểu như là bị truyền miệng rồi tin đồn rồi các cái đó, Phát tán ra phát ngoài tán đúng ra. Thì tao vô tình tao thấy, thì con nhỏ là leader của tao đó, con nhỏ này Diane nè, nó leader tao, nó nói tao khoai à, nó là Mỹ trắng khoai à, ý muốn nói tao là im không có lặng. gì nói dai cả, mẹ tao đó 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 là dân thường thôi đó nha. Còn lính Mỹ á, thì không chứng kiến kiểu tao tao chứng kiến cảnh đó, nhưng mà người lính Mỹ thì đây là thông tin báo đài của quân đội Mỹ, những tin tức của Mỹ thì nó đã minh chứng rằng nước Mỹ, mày biết năm nào, năm ngoái hay năm kia, cách đây 2 năm á, thì ở Afghanistan, ở trong một trại lính, ở trong một cái trại lính của Mỹ, mày nhớ tụi nó bắn với nhau chết không, tất nhiên là lính Mỹ bắn với lính Mỹ cũng là xô xát những gì đó, hiểu không, nó bắn nhau đục mấy người chết, đó là ít. Còn một cái trại nè, tức như là trong đó có nữ quân nhân, còn chuyện khác nữa cũng lính Mỹ nữa, thì cái người những người mà nữ quân nhân của lính Mỹ đó là bị đồng đội mình hiếp dâm, có nghe gì đó chưa có nghe có đó, thấy đọc. chưa. Thành ra đối với người Việt mình á, đối với người Việt ở đây, cái chết của cháu này thì mình không có nói gì cả, kệ để cho cơ quan chủ quản và gọi điều tra. Nhưng mà so sánh với cái tỷ lệ mà tự sát của nước Mỹ hoặc là những người lính Mỹ, những người mà tệ bạc, những cái mà coi gì thói Bị hư tật xấu trong nước, cưỡng bức đúng không? cưỡng Bị bức, cưỡng bức đúng không? đúng rồi, cưỡng bức mà cưỡng bức nổi nó tự sát luôn, nghĩ không, đủ đâu phải một thằng, đủ mà cả đại đội, tôi hỏi mày đủ mẹ sức đâu chịu nổi, đủ mẹ rõ ràng mà đó, mà rất Cưỡng đâu bức phải là đồng một giới con, rất nữa. là nhiều con đấy, thì Cưỡng đó bức đồng thôi tao giới không đúng bàn không? tới rồi, đó là cái nỗi nhục của nước Mỹ và cái nỗi cái mà coi như cái quân đội của Mỹ đương nhiên là mạnh, nó là mạnh thứ nhất số một của thế giới mà nó còn như vậy. Tất nhiên là một năm chẳng qua vì cái thông tin bị ém nhẹm và giấu kín, nó không để lây lan ra thôi, chứ thực Việt Nam hay hơn nó có chỗ là công bố trên báo chí luôn, có nghĩa Đúng là rồi, công khai thanh á. thiên bạch nhật công khai đéo sợ. Còn thằng Mỹ thì ngược lại lại giấu kín đó. Ở đây có rất là nhiều, thí dụ trong này, trong trong lúc mình thì có thằng gì mặt gì thằng ai ơi Việt mà của ở Mỹ nè, có Việt biết hết anh nói chuyện đó, cái ở Lai, Mỹ đều biết cả. Việt Việt Rai là Lai, nó hả, chút xíu mà Việt Rai lên chơi thì nó sẽ kể cho mày nghe, đó là thông tin nghe được và thông tin xuất phát từ báo chí của nước Mỹ, chắc không phải mình nói, mình đâu có biết gì đâu mà nói, nhưng mà thực chất là báo chí đã đưa tin tiêu danh trại quân đội của Mỹ đã nổ súng và có những cái mà nữ quân nhân bị hiếp dâm tập thể rồi họ tự sẽ, nói chung là tất tần tật, chứ không phải gì mà Việt Nam mình 10 năm nay chỉ có một vụ này thôi, mà cái chuyện trái phải đúng sai mình chưa biết, đợi cơ quan người ta chủ quản người ta kết luận đó. Còn bên này Mỹ này là giấu nhẹm đủ mà hê là chết mẹ đó liền, đó là một thằng dân thường ở trong cái hãng của ta thôi, nó tự sát bởi vì nó quẫn trí, tại bây giờ nó đi làm hãng thôi nha, là người chân tại chỗ đó. Nó như vậy cho mày hiểu rằng mình mới nhận xét đi về ở Việt Nam mình rõ ràng là minh bạch, có nghĩa là công khai nếu sẽ còn cái chuyện mày bàn tái về bán tay, nhưng mà cơ quan kết luận cuối cùng mới là đánh giá được, đúng không, có thể này nó bị stress gì đó, hoặc là vợ nhà vợ bỏ đi theo trai, hay là cái gì mà nó hổ cái để nó kiếm được cái chuyện của nó, mà biết để cơ quan điều tra xong rồi mình không bàn tới chuyện đó, mình không bàn, mình chỉ bàn tới nước Mỹ, là ở nước Mỹ là một cái quân đội số một thế giới, hiện trạng hiếp dâm nữ quân nhân tự sát nhiều lắm. Đây là một cái báo, đây, tin tức nè,
tỷ lệ binh sĩ lính Mỹ tăng vọt. Mình chỉ có một vụ mà trong đó một ngày của nó không biết bao nhiêu vụ, thấy không? Chứ đâu phải là mình không có, mình đâu phải là mình ấy đó. Vấn đề là nó Thì thấy vậy mà nó không chịu nói đúng không, mà nó cứ xẻ xói cho Việt Nam mà nó canh me đúng rồi, nó thì tụi nó là vậy mà. Thì ý tao muốn lên là tao nói là vấn đề là nếu mà so sánh việc về tỷ lệ tự vận á, tự sát á, thì Việt Nam mình là thuộc về con tép riu là bởi vì sao? Ở đây mình không nói đủ quân đường, về mỗi người có hoàn cảnh khác, anh tự giận vì vợ anh con đi theo trai, vì các cái đủ mọi người vì gia đình, một nói chung là tất tần tật. Nhưng mà ở Mỹ đủ mà đủ có thất nghiệp không nha, đủ có thất nghiệp không mà là đã tự sát biết bao nhiêu người rồi, Dạ đừng đúng nói chi rồi. mà đứa quẩn biết đó. Ý tao muốn nói là điều này, cái chuyện đó đối với nước mình là coi như là nó phẫu phòng rồi, nó làm dữ lắm, thực tế là không có mẹ gì trời. Có thể là nó đa nghi, mày biết bởi thường thường tao nói mày rồi, có nghĩa là thường thường mấy cái thằng nghiên cứu cụ là nó hay đồn thổi, nó đâu có chịu để yên. Có nghĩa là cái gì mà cái việc mày tới bây giờ cái dịch bệnh Covid mình mới qua, mới nãy tao coi thì tất cả hình như là 80 80 tổng số từ trước tới bây giờ nha, qua bốn đợt á, chỉ có 80 mấy người thôi. Mày nghĩ đi, bây giờ Mỹ tăng lên nữa rồi, trên 650.000 người, tính là 650.000 người nha. Nhưng mà nó ngộ chỗ này nè, nó cũng là máu đỏ da vàng, nó cũng là người Việt Nam, nó cũng là người nói tiếng Việt, chỉ khác qua lãnh thổ thôi, hoặc là ở trong nước cũng vậy thôi. Nhưng nó có cái bệnh kỳ công, nó thấy chỉ có mấy con thú thôi, mà con thú từ từ nó cũng không ăn con thịt thú nữa. Con sư tử nó có thể săn mồi, quắt loài thú khác, neo, heo, chển, nai, gấu, hoặc là bất cứ gì mà khác loài nó mới ăn. Có bạn thấy cô vừa con sư tử ăn thịt con sư tử chưa? Chưa, tao không đánh. Nhưng mà ngược Đúng lại cái rồi. tụi này nó ngộ đâu, da máu đỏ da vàng nói tiếng Việt, nhưng mỗi lần Việt Nam mình nó có một cái gì đó, thí dụ như là bệnh dịch, thí dụ này bạo lực, đồ anh mừng mày, anh cười mày vui, Bu nó vô kỳ. dạ mừng. Tao thấy lạ đời, đủ thầy ra nó còn tệ hơn con thú nữa. Đúng Mày thấy rồi. cái nào, cái con thú nó không bao giờ ăn thịt đồng loại mà nó là ăn thịt đồng loại, nó làm như nó mừng lắm mày, kỳ ấy. Vô trang nhà Đó con nè, nó vô nhà trang nhà con, nó nhắn tin, nó chúc mừng người, nó cầu đó, mày mong thấy rõ ràng không? Coi thứ cho có một người nhiều á, người chết lên nữa, nhiều người nhiễm lên nữa. thấy chưa? Mày thấy không? À. Thì thế là tụi nó là cái gì, tao nói rồi, sư tử nó săn mồi chứ nó không có săn săn sư tử, chưa bao giờ sư tử À. mà săn sư tử cả. Mà tụi này nó săn đủ, mà nó là máu đỏ da vàng nói tiếng Việt mà nó lại đi thấy Việt Nam mình Mỹ gì là nó mừng, thì nó còn thua thú vật. Mà thấy rõ ràng, tao đi dẫn chứng rõ ràng, tao nói rõ ràng, không sợ nào mà tao nói rõ ràng. Có nghĩa là tao thấy tao buồn cười và tao buồn cho cái dân tộc mình nó lạc loài cái đám thú vật này. Việt Nam mình nó có chết một, chết của một người của quân đội nhân dân mà không biết sự việc như thế nào, chưa có gì nên bắt đầu ra đồn đồn lên nhà đồn đồn. Tao nói mày rồi đó, như tao là dắt cục đá mà lỡ sự lỡ bị cái xương giò hay là té xuống, đâu có nói đủ thừa lại ra không, cái ủ ổng À, già rồi, ổng đi chơi bự nhiều quá cho nên gây đại khái là cũng nó rung chân bẻ ra rung rồi chân á. rung chân rồi gì trai gái gì tụng lưng ra, đại khái là vậy. Tụi nó có nước đuổi đi chứ hư non gì, Thì mệt Mỹ nó không xài nữa thì đuổi thôi, nó xài đó, là dùng giống như thôi đuổi rồi xong cái đó ông gì mà lúc mà ông Trump lên mà ông đưa vô trong cái bộ nội an đó, đó. Thì cái cũng trai tại vì gì gốc Việt đó. của người Việt Tao đi Nam phạm không, tao đi phạm không ta? tôi đi phạm, tôi đi vét thì ta cũng nhớ luôn rồi, mà xong bị tôi biểu tình trước nhà nó Đã rồi má là cả cái đợt bản đợt đắng tháng lắm. hai tháng cũng văng luôn. Văn đó, đó chỉ là lời đề nghị thôi, chưa chính thức, ông đó chưa có làm chính thức, chỉ là cái người đề nghị thôi, ông chỉ thôi bạn đó. Rồi bữa nay nè rồi má, tôi thân là khổ đến chính trị Mỹ nói hoài luôn. Bữa nay cái đám ủng hộ Trump mà nó cũng đưa nó đủ, nếu không cho ông Trump lên cầm quyền là đủ sẽ có nội chiến năm nay. Tôi nói thiệt, nó nát hơn cháo. Bản chất phản chủ vẫn vậy nữa, vậy vẫn không thay đổi bản Tôi chất nói như phản vậy nè, chủ. lúc nào nó cũng tự hào nước Mỹ là luật nghiêm minh công bằng bác ái này kia đủ thứ như vậy, mà chuyện nhỏ tao không bỏ, tao không có chuyện đó, chuyện lớn xíu cho tao hiểu. Tổng thống Donald Trump đã thất cử đối với Biden kỳ rồi, và người ta tuyên bố là Biden là tổng thống hợp pháp thứ 46 của Hoa Kỳ, đúng không? Rồi. Chắc chắn gì không? Không, tôi đóng chịu tới bây giờ. Đưa ra Trump, ra Trump cái nữa mà không lên là ruộng mà biến cố tụi em đủ quá, khổ vậy đó. Chị mà trời ơi thôi
nói tụi này là nó điên, tụi này điên là không bằng bà cãi luôn bà. Tao bà rất là mệt mỏi vậy, tụi này là bởi vì thường thường á, nếu mà mình mà không có bị tâm thần á mà nói chuyện từ đó là riết tâm thần luôn, bởi vì ngồi một chỗ ra ngước mặt trời mà kêu mệt quá quá. Mình chẳng muốn nói xấu ở đâu nhưng mà nhiều cái nó Rồi. làm lố bịch, nó làm lố rượu. Bây giờ cái công ty của ông Trung là gì, Gerson gì đó, cái gì công ty rượu mắt đang điều tra và bị dính vô cái tội hình sự. Con xin lỗi bố một chút. Con tưởng giờ cuối Kim Ngư vô đưa tin gì ghê gớm lắm. Cái tin này tao biết mới bữa nay mà hồi nãy giờ cái like này cũng đang nói về vấn đề đó thì Kim Ngư. Cái chuyện đó thì yên tâm ha. Có chính quyền và có chính quyền vào điều tra rõ ràng, đúng không? Khám nghiệm tử thi rõ ràng sẽ đưa ra kết quả. Đó. Nhưng mà có một cái người dân Việt Nam trong nước đang thắc mắc này kìa Kim Ngư ơi. Thắc mắc mấy chục năm nay luôn không ai giải đáp được hết. Là cái gia đình ông Ngô Định Diệm á, hung thủ thật sự là ai và tại sao phải sát hại ông ta? Đúng chưa? Và sát hại ông ta vì cái tội gì? Trời ơi, nó biết hết rồi Đó, chứ, nhưng mà đó, nó có nhưng nhiều mà bằng chứng rồi, nó biết chưa hết, có câu trả nó lời trả bố. lời được, nó Là trả mấy chục lời năm được. nay rồi nha. Tự hào nữa đi Kim Ngư nha, về bảo với đồng bọn á, là nên tự hào về cái điều đó. Rồi, chừng nào giải đáp cái điều đó xong xuôi đi, hẳn đi soi mói chuyện của người ta nha. Còn cái chuyện binh Nó nhì làm đó sao trình độ đâu mà là lụi má nó vậy, làm trình độ đâu mà nó giải đáp cái câu đó được, là nó khùng quá mà. tự Vụ vô nó đưa bằng tin sống của gì nó mà đéo bây giờ cũng dám tự dựng nói ở đó tụi vô mệt quá đó. đưa tin gì ghê lắm ông Cầm ơi, tôi có cái tin này hot lắm nè, ông có muốn nghe không? Quá lạy Này thiệt á mày mà mày biết quay là tụi má cái tin này mới là chấn động nè, đồ hot ừ. nhất trên đời rồi, ghê lắm đồ mà nghe mà không hết hồn thôi á. Bà bao giờ gom xong hot thiệt tình, bởi vậy thì cười không chặt được mồm, đụng cái răng tao bên quá răng chưa đụng cái nào chứ đụng mà rớt răng rồi, đụng quá tụi nó nói chuyện rớt răng không đụng mệt chứ, bởi nó mang trong mình nó một cái đầu não mà hình như là nó chỉ biết là đụng quá nó ghét, mà tôi ghét 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 vô mẹ không, người ta nói tôi tiện chứ ngoài thì ra mà nó có cái tánh kiệt ghét, mà ghét vô cớ ghét không có chủ đích, thích là ghét đụng quá buồn cười lắm, đụng quá buồn cười lắm. Nhiều khi mình ngẫm nghĩ người Việt mình nó cũng kỳ kỳ ha, đùa quá hồi nhỏ đi ngang Ghét qua không đường lý mà do, cái ghét ghét không lý ghét không do. lý do, giờ mặt này ghét quá rượu quá lại kiều kiều rượu quá bây giờ tao gì mà em đâu có giờ anh gì đâu, tao thấy mày kênh tao rõ ràng rượu quá nhỏ 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 bị thế mà được mới nó kêu kênh nhớ rượu quá đó, tao nói là cái chuyện học đích nha, không phải là chuyện đích chắc không bao giờ đó rõ ràng đủ má tao học sinh này học sinh đủ mắt mà thấy ghét rồi mà tao sợ ăn này kia nó lé nha đuổi không đủ Cần má lại ngân kêu tao lại đâu, đủ vô mặt má cần ngân, lại cần kêu ngân đúng tao không? Ở đủ mặt cần má ngân, cần ngân. đúng bây giờ sau khi lớn dài còn thiếu lỗ rồi mình nghĩ đúng người Việt Nam đúng có chuyện đủ má nó không nó cái đó rằng là nó không có nó ghét không vô tội vạ mà đủ thích là ghét à đủ buồn cười khổ đủ má thiệt tình. Bây giờ tất cả những chuyện con nít đó, được tao đưa lên hết luôn coi là nhưng mà thực chất nó trúng với cái xã hội bây giờ và cái người Việt Nam mày biết tại sao có một câu tâm đắc rảnh rỗi sanh nông nổi, cái câu đấy rất là hay nếu mà nghĩ sâu vào nghĩ sâu sâu theo thì sâu rất là hay, ở không biết làm gì cho nó đủ má tao kể về chuyện mà ở không mà mấy anh trai hồi xưa mấy ông anh mà đi đúng như vậy không tối ngày đó nhà không mà tối ngày cũng chờ rượu má sợ nó vô nó bắt này kia rượu má bữa nào mà thấy qua trời quang mây tạnh không có cái gì cái rượu mấy đứa nít rượu kiếm mấy đứa nít đi kia để làm cò tiêu khiển cho mấy ông rảnh rỗi đủ biết làm gì đâu không biết làm gì hết tối ngày hút thuốc xong ra đi vô ra đi vô trong xóm một rượu mà ê rượu mà tao nói rồi đó rượu mấy đứa nhỏ làm trò cho mấy ông chơi rõ ràng rảnh rỗi rõ ràng khổ thì tụi này đúng vậy thôi thất Rồi. nghiệp không lo đi kiếm việc làm ngồi đấu láo rồi đủ đưa bây giờ mà rõ ràng là Việt Nam mà quá tự do, thằng nào cũng có cái phone, thằng nào cũng lên mạng, thằng nào cũng lên kiếm được. Đủ mấy giờ nếu mà nói vậy thì đủ, mà đâu có gì đâu sắp, ta đâu có phải chửi cho giữ lên, phải chửi đủ, mà kiếm chuyện chửi, chửi vô cớ, chửi là chửi tùm lum tà la, chửi đủ bất bất kể mà. Đủ mà miễn chửi đúng ra, chửi đủ mà không có đúng chửi trật chửi gì miễn chửi thôi đủ. Má nó Yeah. Cứ lớn vậy đâu có chịu. tạo ra scandal là được rồi đúng không? Cứ tạo ra Đúng scandal là rồi, được. đủ mà để bôi ra thôi được rồi, đủ má khổ rồi. Nó khoái.
đủ với tao dài vậy, tao một ngày tao rảnh có mấy tiếng hồ mà, trong khi đó nó còn xe phơi phới là đủ má 20 mấy tuổi là không đi làm đủ tái xuất. Ủa sẽ lên đây nữa ta, ủa trời ơi, đủ ăn này làm gì lên lấy hoài, nó mới làm gì vậy? Không, nó làm gì suốt ngày là chơi à, đủ. Người ta thường thường ta muốn làm giàu thì người ta phải đi làm đủ, nó đâu có chịu làm đâu mà làm giàu, mà hở ra đủ thừa đủ mất, tại nhà nước nó đủ cho nên tao mới làm mà đủ má, tao thất nghiệp rồi nó có đủ thừa mà, ai nhà nước mới chưa Tại vậy chế á, độ, tại chế độ. đủ rồi, tại chế độ đủ quá vậy. Nó đâu có chịu làm đâu mà chế độ với chế độ, phải gì nó làm nó thất nghiệp thì tôi còn có không, không chịu làm nó, tao ví von hoài đó, được phụ hồ bây giờ được 300.000 ngày mà ăn bữa cơm có 30 bạc, mà thấy ăn được 30 bạc để dành tiền đi không, đủ tiền đó, tiền cái đó mà ai mà làm, hỏi mày làm gì mà muốn làm gì được, nó làm còn làm đứa nào làm có nội tao mà, là phải làm giám đốc rồi phải làm phải giám suối rồi đó. Mà làm giám đốc không được thì làm giám suối, suối người ta chỉ lộn khó mà. Mệt thiệt đấy đúng không, đồ má tưởng này chắc là học giả hoặc là kỹ sư bác sĩ gì rồi má thất nghiệp là bất mãn chữ không, không phải. Em chạy xe công nghiệp ở rậm gì rồi chạy xe ôm luôn công nghiệp luôn má, tao hết hồn luôn, được quá thôi được rồi, dạ dạ thưa anh, dạ, để tao đi chứ tao đâu dám ở đâu, đồ quá ở hồi đó giáo huấn tao nữa không phiền quá quái đản. Ừ, trời ơi là trời, đủ nhiều khi ta thì tao muốn chán cái mới đời cái dân Việt Nam mình khổ má, mà dùng vô tội họa vô trật tự không biết sợ ai ngang ngược, trời đó tao cũng kiếm cách rồi đó. Trời, hai bà nào bà đấy, bà đàn bà đó nha, chưa thấy đàn ông đó nha, đàn ông mà chống nặng đổ trần bận một xỏ ra rồi khổ đủ, nói với Việt Nam là ta ngang tàn không biết bất cứ một cái gì, không biết luật pháp những gì đồ, ở Mỹ làm những cho mày nói, ở Mỹ là không muốn cho mày nói, mày có quyền nó câu lên luôn, cảnh sát nó chặn mày lại đầu tiên nó sẽ nói một câu gì, mày có quyền nói những cái lời mày nói ngay bây giờ là bằng Bằng chứng chứng để trước cho mày ra tòa. tòa để mày trả lời, Dạ. đâu mà không cho quyền mà nói, nó hỏi mày trả lời, không hỏi trả lời nó quýnh bỏ mẹ cự nó bắn. Đủ mà Việt Nam nó đủ ở trần tùng tục bụng sẽ lõm ra, đủ má dắt dao ra, đủ má công an vô cái kính này, đủ má nó quýnh ở Mỹ là sọ não nó ghi mấy cái là mấy lỗ rồi, chỉ cần cầm một cái gì đó mà nó tưởng là hung khí đánh bụp rồi. Mày nhớ cái vụ án giết chị không, thằng học sinh không, cái giết Gì? chị đủ má chết tôi Rồi lặng ngay. thằng bé sinh viên người Việt mình nữa đó, hồi lâu rồi cầm cái chiếc bích đó cũng bị bắn đó, rồi cuối cùng Trời ơi giờ bồi thường nói đâu mà được bữa nhiêu nay sẽ đâu. nói ra thì nói mình đấy, tao lấy Mỹ so sánh Việt Nam, tao mười Việt Nam năm nay chết 85 người từ bốn bốn vụ bốn bốn mùa lùng mùa Nè. một hai ba bốn bữa làm bốn, trong khi đó thằng Mỹ bị một cái sáu hơn 650.000 người, thằng nào hơn nè đủ mấy cái lỗi là cái đem tập nó ngồi đó, bởi tao đó là nó là thú cho mày người, cứ mỗi lần có cái chuyện mình nó nói luôn, mà nó hỏi nó xỉa nó ngồi nó cười nó đủ nó vỗ tay rồi nó khoái, tụi nó sao kỳ tao không hiểu đâu, phải chi nó là châu Phi hoặc là đủ má Mỹ trắng hay là Mỹ đen hay là đủ má Trung Quốc China, tao không có, nó Việt Nam, nó tới Việt Nam không hiểu luôn, đủ người Việt Nam thì có gì xấu xa dữ gì trời. Ồ, tồi bại nhất cái đời, không hiểu là loại người gì, rất ư là bực. Ok, thôi bố nói gì thôi, con bố xuống. Dạ Rồi, ok chơi đi, bố. bữa nào Con rồi, xuống chơi live luôn đi. à, xuống live nghỉ mai Xuống chơi tiếp. đi, đủ mà. Xuống 2 giờ đi, gọi ông mày mày già. mày đang tính Hay. lại bù giờ. Hồi nãy thằng Huy nó lên nhiều quá, phải bù giờ chứ mày, đủ má vừa nãy Ok vậy, đủ quá. Đủ mà đi bố. cho anh không biết không mày. Cảm ơn bố cầm rất là bố cảm ơn bố cầm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái live hôm nay. Thì như thế thầy Quang nói thì gặp mọi người cái live sau khi kết quả một cái rõ ràng này thì chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề hơn, đúng không ạ? Đây là chỉ là nói về vấn đề cái thế lực ở bên ngoài lợi dụng câu chuyện này nó xuyên tạc, nó chống phá vào nhà nước Việt Nam chúng ta. Và mọi người đã đóng góp nó cũng rất là chi tiết. Xin chào, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào lần sau. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Ok, xin chào tạm biệt.